Cò trắng xuất hiện nhiều trên đồng lúa. Sacha nhận danh hiệu doanh nghiệp xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đánh dằn mặt nhầm 3 người đi đường nguy kịch phải nhập viện cấp cứu. Triệt phá đường dây làm lưu hành tiền giả, đề nghị truy tố 4 người. Câu chuyện độc đáo, chàng trai dùng búa vẽ tranh trên kính. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm kiến tạo sắc thái riêng theo 6 chuẩn mực sức khỏe quốc tế. Nâng niu từng khoảnh khắc, thanh dưỡng thân, tâm, trí vẹn đầy, trọn vẹn hạnh phúc, viên mãn cho cả gia đình. The Six Premier Charm Resort Hồ Tràm, 6 chuẩn mực sức khỏe đẳng cấp thế giới, kiến tạo sắc thái riêng cho bạn. Thưa quý vị, trên ruộng lúa ở các xã, thị trấn quanh vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đang xuất hiện nhiều cò trắng bay lượn và tìm kiếm thức ăn. Cò trắng là động vật hoang dã, được bảo vệ, cấm săn bắt, vận chuyển, mua bán và nuôi nhốt dưới mọi hình thức. Do lúa thu đông đang vào thời điểm sau xạ hơn nửa tháng, sinh trưởng xanh mướt, môi trường trong lành nên có nhiều loại côn trùng và cá, cua, ốc là thức ăn ưa thích của chim cò. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân khi thấy cò trắng kiếm ăn trên ruộng của mình thì không được chọc phá hoặc săn bắt. Số lượng cò trắng bay về sinh sống ở các địa phương quanh vùng đệm vườn quốc gia Tràm Chim rất nhiều, cho thấy môi trường sinh thái nơi đây đã tốt lên, thu hút nhiều chim cò về kiếm ăn trú ngụ. Hơn nữa, người dân Tam Nông cũng có ý thức bảo vệ các loài động vật hoang dã. Nếu phát hiện ai săn bắt, mua bán sẽ báo cơ quan chức năng xử lý. Những cánh cò trắng tung bay trên cánh đồng lúa xanh đã tô điểm cho bức tranh quê huyện Tam Nông trở nên êm đềm và thơ mộng. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 8, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacha cùng các đơn vị thành viên vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 8, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacha cùng các đơn vị thành viên vừa vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sacha cùng các đơn vị thành viên vinh dự đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây là năm thứ hai Sacha vinh dự nhận được danh hiệu này. Là một trong những doanh nghiệp chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh, Sacha luôn đề cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, xem đây là việc làm tất yếu. Để hướng tới sự phát triển bền vững, Sacha luôn cân bằng giữa hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường. Tổng ty Thương mại Sài Gòn Sacha luôn đặt cái trách nhiệm bảo vệ môi trường lên hàng đầu. Thì để hướng tới sự phát triển bền vững, thì chúng tôi luôn cân bằng giữa sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường. Trong kinh doanh thì hệ thống bán lẻ thì đã đặt ra những cái mục tiêu và thực hiện những cái hành động thiết thực như là sử dụng túi ni lông nè, thân thiện với môi trường và túi vải không có cái chất ni lông, thì xu hướng xanh hóa, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thì luôn luôn được chú trọng ở Tổng ty Thương mại Sài Gòn để mình phát triển một cách bền vững. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ các quy định pháp luật mà còn bao gồm việc thực hiện các hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng và xã hội, bao gồm việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 không chỉ là những nỗ lực to lớn của doanh nghiệp mà còn là lời khẳng định về tầm quan trọng của phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ô nhiễm không khí đang là vấn đề đối với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước có khí hậu nhiệt đới. Thời gian qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cho con người, trong đó có máy lọc không khí công nghệ TPA. Theo đó, TPA là một công nghệ lọc chủ động mang tính đột phá do các kỹ sư công nghệ hàng đầu tại thung lũng Silicon Hoa Kỳ nghiên cứu và ứng dụng cho các dòng sản phẩm máy lọc không khí AirDot. Khác với các loại máy sử dụng màng lọc HEPA thông dụng, người dùng phải thay thế màng lọc sau một thời gian sử dụng.
máy lọc không khí AirDot công nghệ TPA tiên tiến, hoạt động theo nguyên lý điện trường ion hóa, có thể phá hủy hoàn toàn cấu trúc những hạt siêu nhỏ đến 0,0146 micron. Không những thế, công nghệ này còn giúp ngăn chặn sự lây lan của một số loại bệnh truyền nhiễm lan truyền qua không khí nhờ khả năng tiêu hủy hoàn toàn các hạt bụi mịn, virus, vi khuẩn cũng như các chất gây hại khi bị hút vào màng lọc. AirDog was born in the USA, which is my country. Americans call it family doctor with a white look. Having an AirDog doctor, I believe everyone will be well. AirDog kills 99.99% of all the bacteria, mold and viruses. X5 has a CAGR of 220 CFM, which could circulate a 450 square feet room 3 times in an hour. Đặc biệt, máy lọc không khí AirDog còn có ưu điểm nổi bật là hoạt động khá yên tĩnh, đồng thời cho phép người dùng có thể vệ sinh bộ lọc và tái sử dụng mà không cần phải thay mới định kỳ. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu suất lọc mà còn tiết kiệm chi phí vận hành cho người dùng. Sản phẩm được chứng nhận bởi FDA của Hoa Kỳ và hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, các dòng máy lọc không khí AirDog cũng đã có mặt tại nhiều gia đình, văn phòng, ngân hàng, cửa hàng, phòng khám, spa thú cưng. Khi mà bật cái máy lọc AirDog khoảng chừng 30 cho đến 40 phút thôi, thì Quang Minh đã nhận thấy được một cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Không khí ở trong nhà thì không có cái mùi ẩm mốc, thoáng đãng hơn, dễ thở hơn. Từ khi mà gia đình mình dinh được một chiếc máy lọc không khí AirDog này về nhà, thứ nhất là carbon nhà Linh thì không còn bị ho dị ứng nữa. Thứ hai là nhà cửa thì sạch sẽ ít bụi hơn hẳn. Hiện các dòng sản phẩm máy lọc không khí AirDog do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cao Đại Tín phân phối chính thức. Ngày 27 tháng 8, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, Futa Group, Kim Long Moto và Yuchai Group ký kết hợp tác chiến lược toàn diện về sản xuất chế tạo động cơ ô tô. Trước đó, ngày 23 tháng 8, Futa Group, Kim Long Moto và Yuchai Group tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất chế tạo động cơ Kim Long Huế tại khu kinh tế Chân Mây, Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và ra mắt xe buýt thương hiệu Kim Long 99 được trang bị động cơ Yuchai K11 thế hệ mới. Lễ động thổ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được bàn giao công nghệ tiên tiến hàng đầu của Yuchai Group để chủ động sản xuất động cơ ô tô và các ngành công nghiệp khác, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Futa Group, Tổng Giám đốc Futa Bus Lines cho biết, sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư, kết nối giữa hai nền kinh tế, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Trung Quốc. Futa Group xem nhà máy sản xuất chế tạo động cơ Kim Long Huế như quả tim cho chiến lược phát triển sản phẩm ô tô hiện đại Made in Việt Nam mang thương hiệu Kim Long. Sự hợp tác giữa Futa Group, Kim Long Moto và Yuchai mang đến giải pháp hiệu quả về tiêu hao nhiên liệu động cơ, giúp các doanh nghiệp vận tải hành khách giảm giá thành dịch vụ. Nhà máy được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang thị trường ASEAN và Hàn Quốc, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Xin được chuyển sang thông tin khác. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 trong 8 thanh thiếu niên về hai hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó, vào tối ngày 27 đến rạng sáng nay, 28 tháng 7, nhóm 8 thanh thiếu niên trong đó có Trần Ngọc Phước Giang, Hồ Ngọc Tài, Nguyễn Hữu Bảo Long, Trần Khải Nguyên từ 16 đến 17 tuổi cùng trú tại quận Hải Châu có mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác nên chuẩn bị hung khí rủ nhau đi tìm để giàn mặt đối thủ. Khi phát hiện nhóm đối thủ đang chạy trên đường, nhóm của Sang đuổi theo qua nhiều tuyến phố ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Lúc này có 3 thanh niên khác, đều 19 tuổi đang chạy trên đường Như Nguyệt, thấy có 2 nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, nhóm chạy sau cầm hung khí nên 3 người này hoảng sợ bỏ chạy. Tưởng đây là nhóm đối thủ, Sang và nhóm bạn cầm hung khí, ép xe và chém tới tấp khiến cả 3 nạn nhân bị trọng thương với tỷ lệ thương tật từ 9% đến 49%. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 4 người còn lại trong nhóm Sang. Sáng 29 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố Võ À Minh, 20 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, về tội làm lưu hành tiền giả, Đỗ Chí Huyện, 25 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, Huỳnh Nhật Thư, 28 tuổi và Huỳnh Bé Thư, 23 tuổi, em ruột Thư, ngụ tỉnh Cà Mau, cùng về tội lưu hành tiền giả. Trước đó, rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 2024, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bắt quả tang Huyện đang lưu hành tiền giả, thu giữ 7,6 triệu đồng. Đến trưa cùng ngày, Công an bắt quả tang chị em Thư đang mang 8 triệu tiền giả đi tiêu thụ tại chợ Vịnh Tre, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.
Khám xét khẩn cấp nơi chị em Thư đang thuê trọ, công an thu giữ hơn 38 triệu đồng tiền giả. Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Minh, thu giữ 63,8 triệu tiền giả. Theo điều tra, tháng 1 năm 2024, thông qua mạng xã hội, Võ Ả Minh mua và tiêu thụ chót lọt 70 triệu tiền giả. Thấy việc bán tiền giả thu lợi dễ dàng, Minh mua nhiều công cụ thiết bị về làm được hơn 184 triệu tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Số tiền giả làm ra, Minh bán cho Thư hơn 120 triệu đồng, còn lại 63,8 triệu tiền giả thì bị thu giữ khi khám xét. Số tiền giả mua của Minh, Thư bán lại cho huyện và nhiều người khác. Thưa quý vị, là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với niềm đam mê hội họa, anh Nguyễn Đình Thăng, hay còn được biết đến với tên gọi là Nguyễn Thăng, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tìm tòi nghiên cứu và tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo chỉ từ những chiếc búa và kính chuyên dụng. Sau đây xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật này, cũng như tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật tranh kính quý vị nha. Bộ môn tranh kính này thì mình hoàn toàn là tự học và tự nghiên cứu cái kính cũng như là cái loại búa. Nhưng mà trước đó mình có coi một cái clip của người Thụy Sĩ đó, thì người ta thực hiện tranh trên kính tại một cái trung tâm thương mại. Thì mình có coi được một cái clip đó và mình nhớ cái kỹ thuật đó. Thì trong một ngày vào tháng 4, không biết cái gì nó thôi thúc mình, thì mình đã lên Google để mình tìm các loại kính mình đặt về và mình làm từ đó. Tranh kính thì khác với các tranh thường là cái chất liệu của nó rất đặc biệt, thì nó chỉ mô tả trên kính thôi, và đặc biệt là mình không có phối màu trên đó, mình chỉ làm về sáng và tối, giữa trắng và đen thôi, thì mình thông qua sáng tối để mình tả cái thần của bức tranh. Hầu hết ban đầu mình gặp khó khăn về vật liệu, giống như là các loại búa rồi các loại kính, mình phải đặt về rất nhiều loại kính để mình thử. Thì sau đó thì mình mới bắt đầu đúc kết ra những kinh nghiệm để gõ búa nữa. Tiêu chuẩn của kính á, thì hiện tại mình đang làm là kính có thể là 6 ly, 8 ly. Độ dày của kính nó cũng quyết định cái đường bể của kính nữa. Thì tùy vào cái mẫu ảnh để mình làm thì mình mới chọn 6 ly hay 8 ly. Đối với mình tranh, chủ yếu mình làm là tranh chân dung truyền thần. Thì mình quan trọng nhất là cái cặp mắt, nó sẽ truyền tải rất là nhiều năng lượng ở trong đó. Và các bước để làm bức tranh thì mình sẽ phác thảo sơ bộ qua cái bức tranh, những cái đường nét mình cần lên khung á, sau đó mình sẽ tiến hành gõ luôn. Đối với tranh gõ kính này mình làm thì thời gian làm nó khoảng 2 ngày cho tới 1 tuần mà có thể hơn, tùy vào cái mẫu và cái lượng công việc mình sắp xếp nữa. Thì khi mà mình nhận một cái yêu cầu của khách á, thì mình sẽ chiêm nghiệm cái bức tranh đó một thời gian trước đó. Thì sau đó mình mới bắt tay mình làm, thì nó sẽ có cái thần hơn. Và mình đã thực hiện khoảng hơn 30 bức tranh kể từ tháng 4 năm 2024 đến giờ. Đối với tranh gõ trên kính này thì người nghệ sĩ cái đầu tiên là cần phải có sự tỉ mỉ và kiên trì. Và mình làm tranh thì mình sẽ luôn luôn đặt cái tâm vào đó, để cái hồn tranh được thổi vào nó sẽ có thần thái hơn. Và quyết định giữa tranh truyền thần này á, thì cái hồn thổi vào là cái quan trọng nhất để nó tạo ra cái thần của bức tranh. Để giữ được cái cảm hứng trong cái công việc hội họa thì mình luôn mong muốn tranh mình được treo những cái nơi công cộng, những nơi đông người, hoặc là có thể lan tỏa những cái thông điệp mình mang đến cho mọi người được tốt hơn và nhiều người có thể chiêm nghiệm tranh hơn. Tuy rằng thì cái việc làm tranh này nó không phải là nguồn thu nhập chính của mình, nhưng mà mình vẫn luôn giữ lửa và cái đam mê để mình có thể thực hiện công việc này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên các hạ tầng của Báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Tram Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.